Gia đình chị Lý Thị Loan ở thôn Nà Ché, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, hiện đang nuôi gần chục con trâu thương phẩm. Trước năm 2017, chị thường chăn thả trâu ngoài đồng. Tuy nhiên do không mang lại hiệu quả, lại mất nhiều thời gian, nên từ 3 năm trước, chị đã chuyển sang nuôi nhốt để vỗ béo. Qua quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng, chị thấy đàn trâu của gia đình tăng trưởng nhanh và hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều so với phương pháp chăn nuôi truyền thống trước kia. Nuôi nhốt thế này thì được hiệu quả hơn nhiều. Xong là mình kiểu như là thời gian mình đi làm cũng không tốn bao nhiêu. Sáng là mình chỉ chăn trong buổi chiều, chiều tầm 4 giờ là mình đi lấy cỏ về nhà. Cái cỏ voi lúc mình thừa, mình không chăn hết đấy. Mình lấy về ủ vào để đựng vào bao đi, để lúc không có cỏ thì mình lấy về hỗ trợ. Từ năm 2017 trở lại đây, phong trào nuôi trâu vỗ béo trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn bắt đầu phát triển mạnh. Hiện trung bình mỗi hộ nuôi trâu thương phẩm tại tỉnh Bắc Cạn có ít nhất từ 5 đến 7 con, hộ nuôi nhiều lên đến 4, 50 con. Theo tính toán của các hộ dân, nếu duy trì nuôi gối đàn bằng hình thức vỗ béo, mỗi hộ cũng có khoản thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng. Hộ nuôi nhiều còn thu đến 500 triệu đồng trên một năm. Ngày xưa chăn thả thì mỗi một năm thì chỉ được đôi 3 triệu, nhưng mà bây giờ trong vài 3 tháng là cũng mỗi con được 2-3 triệu rồi, thì bây giờ các hộ dân cũng có ý thức phát triển đi lên. Từ hiệu quả mà mô hình nuôi trâu vỗ béo mang lại, tỉnh Bắc Cạn đang tiếp tục vận động người dân tăng đàn, cải tiến phương thức chăn nuôi theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Đây cũng là điều đang được nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao mong chờ, để những cái Tết sau, mỗi gia đình sẽ càng thêm đủ đầy,